Chào mừng quý vị đã đến với Chuyện Người Nổi Tiếng hôm nay. Hôm nay xin mời quý vị cùng đến với cuộc trò chuyện với nam ca sĩ Hồ Trung Dũng. Đồng thời, nam ca sĩ này cũng là giảng viên đại học đã hơn 10 năm qua. Xin chào anh Quang Vinh, cũng như xin chào quý vị khán giả đang theo chương trình Chìa Khóa Showbiz. Quang Vinh xin chào Dũng đã đến với chương trình hôm nay. Câu hỏi đầu tiên mà Quang Vinh muốn hỏi Dũng là khi đến với con đường ca hát, từ cái nghiệp mà giảng dạy trên quãng đường đại học của mình thì cái chuyển đổi nó như thế nào? Thực ra việc mà Dũng bước vào con đường ca hát thì cũng khá là một cái duyên tình cờ, mọi thứ nó cũng tự đến. Dũng còn nhớ là sau khi đi dạy khoảng 5 năm thì Dũng bắt đầu nghĩ đến việc là mình sẽ làm một cái gì đó khác hơn so với đi dạy, bởi vì những cái gì mình muốn làm trong nghề dạy thì mình cũng đã làm gần như là hết rồi. Và tưởng tượng là nếu mà đến mấy chục năm nữa, đến năm 60 tuổi mình vẫn như ngày hôm nay thì điều đó là những rất là hoảng sợ. Và Dũng mới suy nghĩ rằng là mình muốn làm điều gì, và Dũng quay trở về với đúng con người mình, cái đam mê lớn nhất của mình là cái ca hát. Cái niềm ca hát, niềm đam mê ca hát này thì Dũng đã khám phá được càng ngày càng rõ ràng hơn sau thời gian mà tham gia đi hát bè trong nhóm Cây Lắc chẳng hạn. Thì thực sự là tất cả mọi thứ giống như là nó tình cờ, nhưng mà nó đều dẫn vào con đường cuối cùng, đó là con đường ca hát. Và tháng 6 năm 2009 thì Dũng đã chính thức ra mắt album đầu tiên của mình, và cái tên Hồ Trung Dũng có mặt trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Khi mà Quang Vinh nghĩ về cái hình ảnh của ca sĩ Hồ Trung Dũng á, thì Quang Vinh sẽ nghĩ về một cái hình ảnh trí thức, lịch lãm và những bài hát của Michael Bublé hay là cái dòng nhạc jazz chẳng hạn. Thì trong cái con đường ca hát của Dũng á, thì Dũng nghĩ cái nào là thế mạnh của Dũng? Thực ra thì Dũng rất là vui mừng khi mà anh Quang Vinh nhớ đến Dũng và nhớ đến jazz. Bởi vì con đường đầu tiên mà Dũng khi mà khởi nghiệp á, thì Dũng còn theo con đường nhạc trữ tình. Những ca khúc nhẹ nhàng, lãng mạn. Nhưng mà con đường thứ hai thì mới bắt đầu gần đây thôi, nhưng mà cũng rất là may mắn được nhiều người ủng hộ và nhớ đến, đó là những ca khúc nhạc jazz. Dũng bắt đầu bằng những khúc nhạc jazz bằng tiếng Anh, Michael Bublé chẳng hạn. Và thời gian gần đây thì Dũng cũng đang làm những cái ca khúc, những cái dự án nhạc jazz bằng tiếng Việt, với một cái mong muốn, không biết có tham lam hay không, nhưng mà mong muốn rằng là người Việt Nam sẽ có những ca khúc nhạc jazz, và người Việt Nam sẽ xem nhạc jazz như là một cái gì đó thật là bình thường, chứ không phải như bây giờ mọi người vẫn thường hay nói là cái dòng nhạc khó nghe, dòng nhạc kén chọn và nghe nó lạ quá. Một ngày nào đó thì nhạc jazz sẽ càng ngày có nhiều người Việt Nam cảm thấy là đón nhận hơn, và lúc đó thì cái đất sống cho những ca sĩ mê nhạc jazz như Dũng sẽ ngày càng rộng mở hơn. Nhưng mà cái dòng nhạc jazz ở Việt Nam mình thì phải nói là rất là hiếm để có được khán giả. Khi mà bán vé thì chỉ teo tớp lẻ loi một vài người đi coi thôi. Thì làm thế nào mà Dũng có thể kiếm sống từ cái con? Chuyện này thì Dũng lại không hoàn toàn đồng ý như là những gì anh Quang Vinh nói. Mọi người thường hay gắn những cái mác cho những cái dòng nhạc. Dũng không thích làm điều đó. Thực ra dòng nhạc nào nó cũng có sự giao thoa với nhau, nó cũng có pha chút của nhau. Trong pop thì vẫn có jazz, và trong jazz chúng ta vẫn có thể làm thành pop. Ngoài ra còn có nhiều nhạc khác nữa, đúng không? Có những người hát pop pha rock chẳng hạn như vậy, rồi cũng có thể đưa R&B vào trong jazz, tạo thành smooth jazz vân vân. Thì nếu mà chúng ta nhắc đến jazz thì mọi người nói là đúng rồi, jazz là giờ khó nghe, nhưng hàng ngày họ nghe jazz thì khi họ không nhận ra. Vì thế Dũng sẽ không bắt đầu bằng cách rằng là thưa quý vị tôi hát jazz. Dũng sẽ áp dụng cái cách là từ mỗi ngày Dũng cho cái phần nhạc jazz vào trong nhạc của mình ngày càng tăng lên một chút, để khán giả đến một ngày Dũng nói Dũng hát nhạc jazz thì mọi người không thấy lạ lẫm gì nữa cả. Và với album mà Dũng sắp phát hành cũng như là trong những cái giải sau đó nữa thì mọi người sẽ nhận ra là luôn luôn có sự hiện diện của jazz trong đó. Và rất may mắn là mọi người sau khi nghe Dũng hát jazz xong thì rất là nhiều người trẻ nói rằng là jazz không có khó như họ nghĩ. Và một số khác thì thấy lạ thật nhưng mà thấy tò mò và thấy cũng khá là hay, và thấy là họ nghe. Thì Dũng nghĩ đó là những bước đầu tiên tạo cái tiền đề cho mình tạo được cái con đường thật sự cho mình. Nói với chủ đề yêu thì sắp tới đây Dũng có một cái CD mới sắp ra mắt khán giả, đó là với cái tựa đề là Một Đời Yêu. Thì Dũng có thể chia sẻ một chút về cái CD mới này của mình hay không? Đây là một cái dự án mà Dũng rất là đặt rất nhiều tâm huyết của mình vào đó. Cái thời gian làm cũng khá là lâu, cũng cả 2 năm trời, với một người producer mà Dũng cũng rất là yêu quý và nể phục, đó là anh Dũng Đà Lạt, một guitarist rất là nổi tiếng.
Và ảnh thì cũng rất là hiểu Dũng, ảnh thường đệm cho Dũng hát và anh em ở ngoài cũng chơi thân với nhau. Và vì thế anh cũng biết cái gu âm nhạc của Dũng là như thế nào. Và khi mà Dũng nói là Dũng muốn làm một cái đĩa acoustic về các ca khúc bất hủ của hai cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Phạm Duy, thì anh đã ngay lập tức là nhận lời để mà cùng hợp tác với Dũng. Và hai anh em đã cùng nhau thu âm 14 ca khúc, 7 ca khúc của Trịnh Công Sơn và 7 ca khúc của Phạm Duy. Và đến ngày hôm nay thì với sự góp mặt của cả Đức Trí trong cái khâu phòng thu và mix, cũng như là Anthony Nam, một trong những người người về mastering rất nổi tiếng của thế giới, thì sản phẩm đã hoàn thành và ra mắt khán giả trong đầu tháng 10. Thực sự là Dũng rất là hồi hộp với những cái đón nhận của khán giả, và may mắn là trong những cái lần đầu tiên mà Dũng thiện với khán giả thì mọi người đã phản hồi rất là tốt. Trong tương lai thì Quang Vinh muốn hỏi là ngoài cái việc mà đứng trên giảng đường như là một giảng viên và cái con đường ca hát, thì Dũng có nghĩ đến chuyện làm ăn gì không? Dũng không nghĩ là mình là người khí làm ăn đâu. Dũng mong muốn là mình sẽ kiếm được nhiều tiền để mà bán được những cái thứ mà mình thích bán, còn không quan tâm lời lỗ. Có nghĩa là chỉ nếu mà có làm ăn thì cũng giống như người nghệ sĩ vậy đó, cũng là bởi vì mình thích chứ không phải là để kiếm tiền. Dũng cũng không muốn mình là một người đa năng. Dũng chỉ muốn là mình làm thật tốt những gì mình đang làm và có cơ hội để làm thật sâu những gì mình đang làm, tiến thật xa. Thì con đường dạy, thực ra đến giờ phút này thì mọi người cũng đã biết là Dũng đã xem nó như là một nghề phụ. Cái việc đi dạy một tuần, Dũng chỉ dạy một tuần một đến hai buổi mà thôi, và nó chỉ là giữ được cái sự cân bằng cuộc sống cũng như có cơ hội tiếp xúc với những bạn sinh viên trẻ. Còn nghề chính của Dũng là nghề hát, và đây là con đường mà Dũng sẽ muốn đi lâu dài nhất. Quang Vinh cảm ơn Hồ Trung Dũng đã dành thời gian của mình đã đến đây với chương trình hôm nay. Những chia sẻ rất là bổ ích về sự nghiệp và cũng như con đường nghệ thuật của Dũng đã đem đến cho khán giả những cái thông tin rất là thú vị. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn là ủng hộ Dũng, luôn luôn theo sát, theo dõi Dũng trong cái quá trình ca hát của mình. Và quan trọng hơn hết là Dũng rất mong là cái sản phẩm mới của mình, sản phẩm Một Đời Yêu, sẽ mang lại những cảm xúc mới cho quý vị đối với dòng nhạc Trịnh Công Sơn, Phạm Duy vốn đã rất là quen thuộc. Và mong là quý vị sẽ ngày càng yêu thương Dũng nhiều hơn để Dũng có thể tiếp tục cống hiến những cái sản phẩm ngày càng tốt hơn. Cảm ơn Dũng và chúc Dũng ngày càng thành công trên con đường nghệ thuật của mình.